Sáng ngày 6 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc với khối các cơ quan tư pháp, thanh tra pháp chế, kiểm toán, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ huy một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Sau khi nghe đại diện vụ pháp chế Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, ngành, đơn vị từ đầu năm 2023 đến nay, ý kiến của các đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao và biểu dương các cơ quan tư pháp, thanh tra pháp chế, kiểm toán, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển đã thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, làm tốt chức năng tham mưu, triển khai thực hiện cơ bản tốt các mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở dự báo phân tích tình hình tác động đến thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu từng cơ quan đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2024, xây dựng cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực, hoàn thiện thể chế để kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, xây dựng cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, bảo đảm thực chất hiệu quả, ra soát khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, quản lý sử dụng tài sản công, tài chính. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tôi rất mong các đồng chí là chúng ta thực hiện cho nó tốt, để đúng theo cái mục đích của thanh tra, kiểm toán, làm cho đơn vị tốt lên. Người cán bộ được hiểu hơn, thi hành án không chỉ có việc mỗi thi hành, mà anh phải làm tốt công tác giáo dục nữa, như là pháp chế, như là điều tra, như viện kiểm sát, các đồng chí phải đi tuyên truyền pháp luật cho quân đội chứ, cho cả các địa phương đứng chân trên địa bàn. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu vụ pháp chế chủ động phối hợp, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực quân sự quốc phòng cơ yếu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình các dự án luật, các nghị định, thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua và được Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng xây dựng, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, không tạo khoảng trống pháp lý gây khó khăn cho các hoạt động quân sự quốc phòng, chủ động lập hồ sơ xây dựng luật sĩ quan sửa đổi, trình Quốc hội trong thời gian tới. Các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh, báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, thông qua đề án kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động thực thi pháp luật của lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, quy định về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động của quân đội, đề án nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ quan tư pháp, thanh tra pháp chế, phòng chống tội phạm các cấp trong quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu từng ngành, từng lực lượng và từng đơn vị quan tâm chăm lo xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu cơ quan đơn vị.